Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay anh sẽ cho các bạn coi cưỡi con đà mã ton ton thì nó khác gì so với mấy con vật khác nha. Ok, giờ đi thăm vườn thú của mình thôi. Hello, chim cánh cụt. Hello, chim cánh cụt. Hello, sói. Hello, bò. Đây, và nhân vật chính của chúng ta, đà mã ton ton. Ton ton. Ý, ngưỡng mặt lên cho coi kia. Cúi hoài vậy mày. Ok, bây giờ anh thử cưỡi con bò nha. Đó, con bò này to, cưỡi trước. Bay lên đầu con bò này. Hí. Ok, phi. Bật, 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 bật. Đó. Khá ngon lành nha. Bò rất là chiến. Rồi, xuống. Rồi, thử con sói coi. Sói, đứng yên mày. Để cho ta leo lên nào. Ok. Cưỡi mày nè. Ui giời. Ui lắc đít kìa. Đi lắc đít kìa. Lắc đít kìa. Quay mặt cho tao coi cái mặt cái. Ê. Sói. Đó, đó là cỡ cưỡi con sói nha. Rồi ok. Tiếp theo là tới con chim cánh cụt. Bay gió lẹ. Chim cánh cụt đà mã, đợi tao tí nha, lát tao cưỡi mày. Hello chim cánh cụt, cho tao cưỡi cái coi. Đó, ngồi chim cánh cụt nha. Rồi đi. Cũng lắc đít luôn. Cũng lắc đít luôn. Mấy con này thích lắc đít của ta. Ấy, quay cho tao thấy mặt coi. Đó. Đó là con chim cánh cụt lắc đít. Rồi tiếp tới con gà thử coi. Gà, gà. Ồ, ngon lành, cành đào gà chạy nhanh nha. Gà chạy nhanh nha. Rồi ok, giờ tới con đà mã ton ton rồi nè. Ê, đà mã ton ton, đà mã ton con. Ê, đứng lại cho tao leo lên nào. What? Ấy, sao nó chuông dưới vậy? Ồ, con đà mã ton ton này mình không có ngồi người nó được nha các bạn, chỉ có thể không thể cưỡi nó được luôn, có thể chui chui dưới đít nó thôi, chui dưới bụng nó mà đi vậy thôi nè. Hai lại 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 nè, một hai ba, nhấp chuột phải nè, lại lại nè, nhấp chuột phải. Ý, ngồi dưới đít nó, ngồi dưới bụng nó chứ quên không phải dưới đít. Mắc cười ghê luôn. Đây là cách cưỡi đà mã ton ton nha bạn.